tặng miễn phí đó là mình cảm giác rất thích. Đây là một hoạt động tốt. Những người dân lao động không có tiền cũng có thể ra đây để hộ em cắt tóc cho ạ. Thấy anh em khá trau chuốt tỉ mỉ. Cái ý tưởng cắt tóc miễn phí này chúng tôi cũng thực hiện được rất là lâu rồi. Ban đầu thì chúng tôi có những cái hoạt động thực hiện ở các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, rồi người già, rồi các cựu chiến binh. Sau đấy thì chúng tôi nhận thấy là nhu cầu của các bạn sinh viên cũng rất là cao. Thế nên chúng tôi đã tổ chức một điểm cắt tóc miễn phí ở huyện Vạn Phúc khoảng 20 ngày trở lại đây. Cái lợi ích của cái hoạt động này thứ nhất ấy, thì là giúp cho các bạn có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, cắt đa dạng các kiểu tóc nhiều lứa tuổi với nhiều lứa tuổi khác nhau. Cái thứ hai ấy, giúp cho một số bà con cô bác rồi các anh chị em lao động quanh đây, rồi các bạn sinh viên chưa có điều kiện để đến các salon lớn thì cũng có thể đến đây, và chúng tôi cũng có thể tạo được ra những cái kiểu tóc đẹp cho các bạn. Số lượng khách cũng tương đối là đông, dao động từ 50 đến 60 người một buổi. Thường thì chúng tôi diễn ra từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều hàng ngày. Có khi thì còn muộn hơn một chút. Chúng tôi có những cái hòm từ thiện của khách hàng ấy. Số tiền từ thiện đấy thì trang trải cho các hoạt động sắp tới đi. Có thể là sẽ những cái tuyến đường mà có nhiều người lao động như Lê Văn Lương này chẳng hạn. Ngoài ra thì thêm các chợ sinh viên, chợ đầu mối, cứ chỗ nào có người lao động có nhu cầu thì chúng tôi sẽ có mặt ở đấy.